Em phải dùng tai để cảm nhận, mọi người cứ để ý nhé, em sẽ dùng tai rồi. Đi nào, đừng buồn chứ còn không bằng chỗ ở của sinh viên. Đây đôi này. Anh Hoàng đi nhanh phết nhỉ, xe đúng xe nhẹ đi nhanh nhỉ. Bây giờ mình lấy 39 ra xong mà. Đó, từ từ nhẹ nhẹ nhẹ. Điện điện. Rồi, ok. Thôi bốc đồ đã. À, đi thẳng đi, lùi lùi đi. Quay hẳn đầu đi. Quay hẳn đầu đi. Bên kia, có bên kia nhá. Không không mắc đâu anh ơi, không mắc đâu. Đây đây. Đây đây. Không vỡ bờ lô chứ thùng sao móc được. Công nhận ông này lái xe giỏi nhờ. Ôi. Ăn cái đít nó vào đây đi. Thôi 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 thôi. Áo thì trừ lại ba bọc là để sang điểm cuối kia thôi. Điểm đầu tiên. Thèn báo. Thèn báo xa nhất rồi. Thèn báo là có 39 suất này. 39 thì cứ lấy đủ 39. Đi nhờ một tí này, phải trở ra. Tóm lại vào đây là không mang cái gì ra, chỉ mang người ra thôi. Đấy. Đi anh em hộ mỗi người một tay đi nhỉ. Lạnh quá. Thầy. Nóng. Nóng như kem. Thầy cứ làm căng thẳng đấy. Cái tài này để lại bao nhiêu suất đúng không? 15, 3 bọc thôi. Để lại 3 bọc. Xin chào các anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Hôm nay là một cái hành trình gần như là đầu tiên của mùa đông đối với kênh Tam Giác Mạch nói riêng. Thì hôm nay cả đoàn anh em mình đến đây để phát áo ấm cho học sinh và quần áo các cô các bác gửi cho bà con ở xã Du Tiến, một cái khu vực mà rất là xa. Để mà tính về cây số thì cách thị trấn Yên Minh khoảng 70 cây mọi người ạ. Thì trong nữa anh em mình cũng sẽ gửi tới quý khán giả những cái hình ảnh về áo mới và quần áo, bánh kẹo và dép. 15 chào các anh nhá. Thì hôm nay Tam Giác Mạch đi phát áo ấm, một món quà của một gia đình cô chú xin được giấu tên ở bên La Man, Canada, bao gồm là 162 áo. Tuy nhiên thì Tam Giác Mạch chia sẻ dành cho hai xã. Một xã là 100 áo dành cho Du Tiến và 62 áo dành cho xã Ngâm La. Thì trong hành trình ngày hôm nay anh em mình đi, anh em bốc lên xe đi nhỉ, xem nào. Đấy, để bốn tải này sao cho xóm bên kia thôi. Cái bánh này như nào? Bánh này lấy chứ. Không, nhưng mà đang chia ra. Để lại 15 suất à? Để lại 15 thôi. Để lại 15. Thủ cái dao ấy. Ra đây. Anh bốc hộ em 2 bao này ra nữa. 14. 15. Ok. Cho 2 bao này đi. Xong rồi. Hôm nay thì
Bên cạnh những cái tấm áo ấm mới đét mà Tam Giác Mạch chuẩn bị từ trước của một gia đình cô chú anh ở bên Canada, thì tất cả những cái số quần áo ấm mà các cô chú trong nước gửi lên trong thời gian vừa qua cho Tam Giác Mạch ấy, anh em mình cũng mang đi phát chung luôn cho bà con. Ngoài ra thì cũng xin được chia sẻ nho nhỏ một chút, một cái món quà là bánh kẹo. Thì bản thân là cháu Hiệp và Dép thì là cháu Hiệp chi, bởi vì là cũng muốn trích một chút cái doanh thu của cái quán bé bé của Tam Giác Mạch thôi để tán lộc cho các cháu. Đó là 100 đôi dép và 100 gói kẹo. Đó thì tình cảm của Tam Giác Mạch chỉ có vậy thôi, thì kết hợp với sự chung tay của gia đình cô chú Canada và tấm lòng của các bà các bác gửi quần áo ấm lên, thì anh em mình cũng sẽ san sẻ cùng nhau là như vậy. Thì trong thời gian tới anh em mình còn chia sẻ về quà Tết nữa. Đó, thì mời mọi người theo dõi video. Lành đấy, đi lành đấy. Đi. Ở đây mà xảy dép một phát là coi như là nhà sàn. Anh em mình đã đến điểm trường đầu tiên rồi mọi người ạ. Đang chuẩn bị lên này để phát. Điểm trường đầu tiên thì đi cách đường quốc lộ là rơi vào khoảng 3-4 cây gì đó. Và trong đó thì có hơn 1 cây số là đi đường mòn như thế này. Thì nói về khu vực Du Tiến thì là một cái khu vực xa nhất của Yên Minh và khó khăn thì cũng xếp vào bậc nhất mọi người ạ. Thì hôm nay đồng hành với mình thì có anh Dư là bí thư đoàn xã và anh Tuyên, kênh anh Tuyên và kênh anh Hoàng nữa mọi người ạ. Thì mấy anh em đồng hành cùng nhau đi từ hôm qua rồi, bởi vì xa quá nên là phải đến từ hôm qua để chuẩn bị. Xong là hôm nay mới chính thức là đến phát cho các điểm cho các cháu. Đi bây giờ anh em mình lên trên này đi nhỉ. Ôi, cô giáo đi xe còn không đến điểm trường được đây nhỉ. Điểm trường còn phải đi bộ. Đây, đây là cái nhà của học sinh học đây. Chào cô giáo nhá. À, chị Tuyết. Anh. Chị khỏe. Vâng. Đây là nhà ở à chị? Hay là... Ôi, ôi, cơ sở vật chất của giáo viên đây. Xin chào. Ôi, ôi, thầy cô chị ở như này đây mọi người. Hôm qua em chuyển cho anh không được anh Huyền ạ. Nói các cô thầy, các thầy cô đừng buồn chứ còn không bằng chỗ ở của sinh viên. Thật sự. Đấy, chỗ phúc này. Thế nên là rất mong là các cấp là quan tâm đến nữa đến cái đời sống của những người cầm phấn. Tôi sẽ nhỉ đây mà. Vâng vâng vâng. Em chào anh. À, đây là có 4 thầy cô à? Đây là cả tiểu học mầm non học sinh. Đi, anh em uống nước đã nhỉ. Bạn này đứng ở đây này, đứng đất nó lạnh. Ồ, bạn này là khuyết tật không nhìn thấy gì luôn à? Bạn này học lớp nào đấy? Cái điểm trường này rất là xa mọi người ạ. Hầu như tất cả các điểm trường của Du Tiến thì đều là bằng lắp ghép như thế này. Chắc chắn là cũng là những cái công trình từ thiện thôi. Như đây này, là công trình từ thiện thôi. Và hôm nay thì anh em mình sẽ trao ở điểm trường này là 39 suất quần áo mới. À, áo mới, giày, à, dép mới và một ít bánh kẹo. Còn quần áo thì dành cho bà con ở đây. Thì đợt 1 mà Tam Giác Mạch đi phát sẽ là 100 áo thì chia ra thành 3 điểm trường ở một xã của Du Tiến. Thì để đảm bảo là san sẻ cho tất cả các cái hoàn cảnh các cháu
các xã, các xóm đều có một chút quà nho nhỏ của cô chú ở bên Canada. Đấy. Ở đây thì bà con rất là khó khăn mọi người ạ, khó khăn về đường đi và khó khăn cả những cái điều kiện mà tiếp cận với văn hóa thông tin ở bên ngoài nữa. Đấy. Như cái cuộc sống của thầy cô giáo là mọi người cũng thấy rồi, rất là khổ. Rất là khổ luôn. Bây giờ phát áo mới cho các cháu đã nhỉ. Xong là cái quần áo cũ này thì cũng trao đổi với các thầy luôn là dành cho bà con. Những ai mà phù hợp cái nào thì mình sẽ lựa cái đấy. Luôn nhá, các bạn nhỏ mặc luôn. Mình phát áo cho học sinh đã. Phát cái này cho học sinh đã. Vâng vâng. Đấy. Bây giờ thế thì phát cái này. Đấy, đứng ra đây xem nào. Đôi dép này là bị sao như này? Ôi chà. Có dép mới nhá, chú tặng dép mới nhá. Rồi. À, cái áo này chắc là của năm ngoái hả anh? Đúng không? À, vừa rồi à? Thì cũng có một đợt vào đây rồi đúng không? Đấy. Ui ôi, bạn này còn không có áo này. Bạn này thì đây, con này đây. Bạn này thì là khiếm thị, mù cả hai mắt mọi người ạ. Tuy nhiên thì vẫn có một cái năng lực gì đấy, vẫn đi được và đang học lớp 1 rồi. Đấy. Theo như các thầy bảo thì là bạn này thì lúc đẻ ra thì mẹ mất, sau đó là uống nhầm sữa gì đó nên là bây giờ là hai mắt của thanh niên này là bị teo vào. Tức nghĩa là đối với mình là ánh sáng nhưng mà đối với bạn nhỏ này là một màu đen xì luôn. Em phải dùng tay để cảm nhận, mọi người cứ để ý nhé, em sẽ dùng tay. Rồi, đi nào, đi đứng xếp hàng nhá, xếp hàng với các bạn nhá. Cho tí xếp hàng, thử một tí để bạn ấy. Đấy đấy, đang dùng tai để cảm nhận. Nào, anh em ơi hỗ trợ mang quần áo đi. Rồi. Thì hộ phát áo đã. Áo thì kích cỡ thì như là giống nhau. Anh hộ đi. Mấy anh em hộ một tí đi. Hộ mỗi người phát cho các em áo. Cái nào chắc là giống nhau đấy, thầy. Giống nhau hết. Nó là tu. Thấy chưa? Giò thì nó na luôn. Honey nè. Bạn này lạnh run hết người này. Nhiều sai chưa? Ồ, lo mới chịu. Số bé. Tại vì không đặt theo các size của các bé nên là áo sẽ là gần như nhau. Vâng. Na cái số xí chà. Mà thế là ổn lắm rồi. Quan trọng là ấm đã, đẹp tính sau. Này là quá đẹp rồi. Là một sau trò. Chú sau trò. Đây bạn này có rồi thì thôi đi, tạm thời cứ cầm đã nhỉ, không mặc nữa. Áo này rất là to thôi, cứ mặc, không cần. Bây giờ là ấm nữa nè. Đó, cam mù che mặt nạ, đó. Đó, ta tàu. Đấy. Một số bạn thì run hết người rồi. Một số thôi. Bạn này phát luôn đi. Nào. Phát luôn, đi về chuẩn ra nhé. Đúng rồi. Đây, ở đây có nước nguồn để sử dụng không? Hay là dùng nước thì có nước nguồn nước mượn của dân luôn. Để sách đi. Cán bộ giáo viên thì cái này vàng à? Điểm vàng đấy. Thứ hai nữa là cái cơ sở vật chất. Dép thì bạn nào có thì đi nhá. Thứ tư nữa là cái học sinh đi học rất là vất vả. Đưa dép luôn nhỉ? Thương em bé mù cả hai mắt thật đấy nhỉ? Na tu, con nó cũng là bỏ là lơ. Chốt lôi chân mẹ xuống nào. Giờ sẽ thua. Rồi, bạn này run hết người rồi nhưng mà. Nhau hết rồi. Nào vào đây, con đây. Ra đây nhé. Này.
toàn chỉ chiếc áo len thôi. Nào, mặc vào. Rất khó. Kéo xét vào. Các bạn này có biết kéo xét không? Đấy, thanh niên này ấm rồi nhá, cho đôi dép nữa nhá. Ôi, hai áo lồng luôn à. Khổ quá. Thôi cứ mặc đi nhá, không tính cởi được. Không vào, chưa vào sâu hết. Vâng ạ. Hôm nay học sinh vào tay vắng 5 bạn thì để các thầy cầm cho. Này, bạn này. Vâng. Đây đôi này. Đeo luôn. Ui, phúng rồi. Ui, chân thế. Đây đeo luôn. Bỏ đi. Nào, thôi. Cái này mình gì ga một chê chứ ga. Ga một chê đổi kem thôi. Thôi đọc kia nó ga một đổi kem. Đó. Đây đeo vào đi bé. Rồi, cho anh đôi dép nữa nhỉ. Cho anh đi cà một chê á. Hả? Dạng là đây quyết này. Đấy, dép của bạn nhỏ này là bị hở hàng đấy. Đây có người khóc bà thông không? Cho anh đi cà một chê á. Khóc bà thông này, lên một. Trong cả coi rồi. Đấy bây giờ có dép mới ăn Tết nha. Đổi. Lớp một bé hơn. Tại vì là anh em mình cũng không biết được là các cháu ở đây là cỡ bao nhiêu. Tóm lại là cứ mua theo cái độ tuổi và ước lượng của anh em mình thôi. Cháu kì trong này. Chỉ tàu à honey đu đu đó. Con gái một xỉ nó hết một cháu. Đấy, ấm chưa? Này, ấm có một đôi mê này. Nè, cả nó pa bằng mê mê nó sao? Rồi, có lạnh không anh? Không lạnh à? Có lạnh à? Chỉ sổ. Còn lại thì các thầy sẽ chủ động trang. Hết chưa, dép hết chưa nào, dép đủ chưa nào? Dép đủ chưa nào, còn bạn nào chưa có dép không nào? Kiểm tra hồi em xem là còn bạn nào chưa có dép nào? Đấy đủ hết rồi. Thấy ấm chưa? Nhìn ấm sướng nhỉ? Nhìn ấm sướng thật. Quần áo đâu rồi? Bạn này nghỉ học đúng không? Mới đến đúng không? Phải không? Mới đến thì phát thêm cho đi. Mới đến à? Bạn này học lớp mấy? Thầy giáo mới biết được. Bạn này vừa đến à? Vừa đến phát luôn. Thiếu thì phát luôn. Không đi học. Vâng. Nếu xuống tí thường thứ nhất là học sơ con ảnh rất yêu. Vâng. Được con như vậy. Vâng. Cô cho nên là hành hành 3. Vâng ạ. Hôm nay thì cũng có chú trưởng thôn ra hỗ trợ anh em mình nữa, bên cạnh là anh bí thư đoàn và tất cả các đoàn viên ở trong địa bàn xã Du Tiến cũng đến hỗ trợ anh em mình rất là nhiều. Thì đây là cái điểm đầu tiên thôi, chốc nữa anh em mình còn 2 điểm nữa. Tuy nhiên thì với những cái khó khăn của bà con ở đây thì hy vọng rằng là mọi người, cô chú anh chị, các đoàn thiện nguyện cũng sẽ một ngày gần nhất đến để hỗ trợ bà con ở trên này. Một cái món quà hay là một cái tấm lòng nào đó thì đều rất là quý. Địa điểm thì ở đây mọi người nhé, điểm trường Thèn Páo, tiểu học Du Tiến, Yên Minh, Hà Giang. Hôm nay thì một cái món quà nhỏ nhỏ của kênh thôi, tuy nhiên thì cũng rất là mong muốn là cho được nhiều hơn. Tuy nhiên thì cũng phải đến trước thì mới biết bà con như thế nào. Bây giờ thì đây là cháu trao đổi luôn với chú trưởng thôn nhé, là những cái quần áo cũ có, mới có của các bác gửi từ dưới xuôi lên cho mình. Thì mình sẽ đổ ra đây và phát bà con cái nào vừa mọi người thì mình lựa lấy. Và chú dặn với bà con cho cháu là mình không tranh cướp. Đúng rồi. Cái nào mình không lấy mình đặt nhẹ nhàng sang một bên, chứ mình đừng vứt hay đừng hất sang thì nó rất là phản cảm. Đấy là chú trao đổi với bà con trước cho cháu như thế. Còn đây là cái món quà của các bác gửi lên thôi, chứ không phải của bọn cháu. Thế nên là cái nào vừa thì mình lấy, không vừa thì mình có thể dành cho người khác, chứ mình không được chê hay là thế này thế kia. Đấy là như thế, trao đổi quan điểm là như thế luôn.
Vâng, đây và đầu tiên là món quà của cô Đỗ Thị Lan. Đỗ Thị Lan. Đại Thịnh. Ở Thái Nguyên. Thái Nguyên. Rồi, tiếp đã gửi cho anh Tam Giác Mạch đây. Tiếp theo là của cô Xuyến ở Ninh Bình. Đó. Thật ra thì đây là những cái túi quần áo đã gửi lên cho Tam Giác Mạch khá lâu rồi. Và anh em mình sẽ tổng hợp để phát những cái chương trình anh em mình đi ấy, thì anh em mình sẽ đọc tên luôn. Đó, hôm nay thì phát rất nhiều xóm. Đỗ Thị Lan gửi cho cháu Hà Xuân Hiệp. Cái này thì em cũng phải bóc luôn để công khai ở đây xem là dành cho ai. Một cái bức thư. Một cái bức thư của cô Lan. Hộ đi, đâu rồi? Anh em hộ tí đi. Hộ bóc đồ ra. Đây là một bức thư dành cho cháu Hiệp. Cái này thì cháu Hiệp phải mang về thôi. Thư này về mang về làm kỷ niệm để trong bàn làm việc của mình ấy, khi nào mình rảnh thì mình sẽ đặt. Mai phải đóng clip cung vào đấy. Đây là món quà của cũng của cô Xuyến thì vậy. Cô Xuyến gửi mấy tải liền mà. Đây. Đây, cô Xuyến có một bao đây này. Tất cả những cái thùng quà mà gửi cho Tam Giác Mạch từ trước đến giờ ấy thì anh em mình chọn dịp cuối năm là quần áo ấm thì sẽ mang đi để cho bà con lựa là nó phù hợp nhất. Bởi vì cái thời điểm này là bà con rất là cần áo ấm. Bọn em xin phép đây nhá. Chào, lần sau gặp lại. Hello. Em đi xe máy thôi. Xe máy thôi. Em chịu sao thế này, bỏ cái này là 47 nhỉ anh nhỉ? 47. Này kéo cái dễ kéo lá là kéo đầy vào thế giống nhau thôi. Để ở bên này là 4 tải quần áo đi. Chỗ cái tổng 12 thì phải thì 3 điểm đo với đi được không? Một lon cái này to hơn một chút này cô này, to cấp 1 đấy. Lớp 4, lớp 2, lớp 3 nó to hơn đấy, nó dài hơn. Cái này này thì một lon thôi. Cứ chốt lại vào thì cứ có một non mà nhỉ. Ủa một non chứ mà. Một non. Thôi tính đầu được khác. Cái này anh em hộ ôm lên. Đây em cứ để đây đi. Giờ cái đấy thì cái mặt xịn. Tí có quần áo cũ thì gọi bà con ra. Cái nào lấy được thì mình dùng. Không tùy thôi, ai có nhu cầu thì dùng, mình không ép. Đấy, đấy là tấm lòng của các cô gửi lên thì bọn em cũng chỉ biết mang đến. Yeah.
Hiện tại thì anh em mình đang ở điểm trường thứ hai mà trong cái hành trình hôm nay cả đoàn Tàu Giao Mạch đi phát quà ấy, thì một lần nữa là chân thành cảm ơn gia đình của một cô chú ấy xin giấu tên ở bên Canada. Đây là điểm trường thứ hai và anh em mình sẽ tiếp tục phát là 47 áo cho các cháu và 47 đôi dép. Thì bà con thì cũng vẫn tương tự như điểm trường lúc nãy, đó là sẽ nhận quần áo cũ, mới có, cũ có từ các cô chú gửi từ trước rồi. Đấy. Hầu như tất cả điểm trường trên này đều lắp ghép hết. Đều lắp ghép hết nhỉ. Tiếp tục sẽ là anh trưởng thôn anh Thề và anh Dương là bí thư đoàn xã sẽ tiếp tục hỗ trợ cho anh em mình. Hôm nay thì dù rất là vất vả nhưng mà cũng phải thật sự cảm ơn là bên chính quyền xã Du Tiến đã hỗ trợ hết mình cho đoàn Tam Giác Mạch. Xếp hàng nhá, nhận quần áo mới nhá. Áo mới và dép mới. Lớp xếp hàng đây. Lớp nào xếp hàng lớp đấy nhá. Lớp 1, lớp 2 đâu? Đây đây. Oli. Đây. Đây. Đây 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 đây, làm chuẩn rồi. Xếp hàng đây, xếp hàng dài đã. Đây nào. Rồi. Rồi. Nào, xếp hàng tiếp. Rồi. Này, mua hả? Rồi, ở tù nhau đi. Tôi đi mua. Ô, còn nó cái gì à? Ô, bao còn nó luôn. Chưa phát áo nhá. Hết rồi. Đi lấy mang áo ra đi. Phát áo trước. Xong. Không. Không. Không tốt đi. Nhớ lớp này. Đấy nhá. Đấy nhá. Chỉ mua là. Chỉ mua. Cô giáo hộ phát cho các trò đi. Nào kéo. Bao nào bao? Chỉ bao là. Này, cầm đã, cầm cho chú. Cầm. Xong tí chú mặc cho. Nào, nhìn Nát kì. Rất là đẹp nhá. Cá hôn đi mua tỏ lớp ấy, ít chảm mà nát đó. Có cá mua chó co giỏ. Đấy, đúng rồi, bạn này biết mặc rồi. Đây. Rồi. Nào Hết chưa? Đây, những bạn này là không có dép luôn này. Những bạn mà không thấy dép là bảo không có dép luôn. Nào kìa. Đâu, lớp 1 đâu. Thế là 3 đứa à? Tao.
Dạ mua đi thầy. Cháu cháu à. Cháu à. Ừ, xin chào mà thầy. Mà mà. Tôi mê tôi tự à. Bạn nào không có dép hoặc là dép quá hỏng rồi. Bạn bạn nào chân bé rồi, bạn nào bé thì mê. Xem nào, vừa không? Xem nào. Ta tóc. Ừ, chị chọc kìa. À mua rồi. Đây đây, đứa này chưa. Không, không vừa thì mang về cho em. Bạn này có chưa? Mua mua. Này có. Rồi. Đúng rồi. Còn cái gì để giải nữa không nhỉ? Chiếu à? Chiếu có chiếu nè. Quà của cô Nguyễn Thị Hiền. Cô Nguyễn Hiền ở Hà Nội. Dạ vâng, em xin. Nguyễn Hiền ở Hà Nội. Anh ơi. 4 tỷ đấy. Giải đi, giải đi, giải đi. Anh để anh tác động bên này. Ui có cái phích, có cái phích. Có cái phích ấy, cẩn thận vỡ. Rồi rồi. Các bà lựa thôi. À, không tranh giành nhá. Cái nào vừa mình lấy. Không vừa mình để sang bên kia để người khác lấy. Đấy. Không tranh và không ném vứt lung tung nhá. Quan điểm thế nhá. Mình không mặc đi chơi thì mình mặc đi làm cũng không vấn đề gì. Rồi bà con lấy đi. Đây đây bà con lấy đi, không tranh nhau. Thấy chưa? Qua đây. Ok. Bây giờ anh em tổng kết chuyến đi đã là xong. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì cả ba anh em mình, anh A Hoàng và anh A Hoa của núi rồi là Tam Giác Mạch kết hợp với đoàn thanh niên xã Du Tiến đã đi trao được 2 điểm trường. Còn một điểm nữa là khoảng là chính xác là 15 áo, 15 dép và ít bánh kẹo và 3 tải quần áo cho bà con ở điểm trường đó. Thì anh em mình sẽ nhờ các cô sẽ trao hộ, bởi vì là bây giờ là vào giờ trưa rồi, các cháu mầm non, tiểu học thì đã nghỉ học rồi và ngày mai họ mới bắt đầu học tiếp, thế nên là anh em mình không thể để ở đến ngày mai. Dù là đã đến rất sớm rồi, sáng nay là đi từ hôm qua 3 giờ chiều hôm qua đến sáng nay là 6 giờ xuất phát.
6 giờ xuất phát. Tuy nhiên thì do là các cái địa bàn, các xóm xã của Du Tiến rất là xa nhau, thế khoảng cách địa lý nó ảnh hưởng đến cái thời gian di chuyển của anh em mình rất là nhiều. Ngoài ra thì cái mặt đường di chuyển cũng là một cái trở ngại lớn cho anh em mình. Thì hôm nay là cảm ơn anh Hoàng cũng như là anh Tuyên đã hỗ trợ cho kênh Tam Giác Mạch rất là lớn. Thì tổng kết chuyến đi là như vậy. Ngoài ra thì một lần nữa là chân thành cảm ơn gia đình của cô chú ở bên Canada và bên chính quyền địa phương ở xã Du Tiến đã hỗ trợ anh em mình. Đây là đợt 1 thôi, còn đợt 2 là đi vào xã của anh kìa. Ngầm lại. Vào Pờ Chù Lùng kìa. Đấy là hút chỉ luôn. Có giờ chưa thầy? À, có ngày chưa? Không có gì thay đổi thì thứ 6 mình định được. Bởi vì thứ 5 thì Lũng Hồ rồi. Thì trong tuần này anh em mình, lịch của anh em mình là đi phát quà Tết hết. Rất là vui. Đấy, hôm nay là không phải riêng hôm nay đâu, rất là nhiều hành trình anh em mình đã đi với nhau rồi. Đấy, bây giờ cũng rất là đói rồi, hiện tại chắc 12 giờ rồi á. Bây giờ để phát điểm cuối cùng này hay như nào? Điểm cuối cùng này thì sẽ là nhờ chỗ anh Dư là trao đổi lại với chỗ thầy cô. Là bởi vì nó có 15 áo thôi thì với lại bây giờ mình lên thì học sinh đã nghỉ hết rồi. Nghỉ hết rồi. Nghỉ hết rồi. Thì là nhờ anh Du hỗ trợ để trao lại cho giáo viên. Sau đó là trao lại giúp em. Còn bây giờ thì thay lời cảm ơn ở bên chính quyền địa phương thì bọn em vâng. Xong là bọn em xin phép một điểm em về luôn. Vâng, các bác xin giới thiệu một tí, đây là ngày xưa học cùng lớp nhưng mà cháu Hoàng bây giờ số không may mắn thì không được làm ở xa nữa. Học cùng lớp về ngồi cùng bạn đấy các bác ạ. Dạ vâng, chúc sức khỏe ông bạn nhé. Đi nhờ, vâng. Xong bọn em gửi lại cái quà. Cái phần... Hả? Còn cái áo bông đấy. Em cháu ở cốp bỏ hết chưa? Cốp bỏ hết rồi. Thầy hộ. Hết rồi. Đây nha. 15 áo. 15 áo thì mỗi bọc là 5 bạn nhé. May quá đi vào đây là gặp đúng bạn làm chuyên ngành này. Thật sự là các bác ạ, vào đây thì gặp đúng bạn ngày xưa học cùng lớp thì hỗ trợ rất là nhiệt tình và thôi để tạm ở đây đi. Đâu không nãy để đây rồi. Bọn em thì ngoài Yên Minh cũng còn nhiều việc nữa. Thì dịp sau anh em mình vào anh em mình sẽ uống nước rồi là chương trình tính sau nhé. Một lần nữa cảm ơn bạn nhé. Sức khỏe. Dạ. Tạm giác mày xin phép dừng cái video này tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái thước phim tiếp theo. Một lần nữa chân thành cảm ơn gia đình cô chú ở bên Canada. Cô chú muốn giấu tên nên là anh em mình cũng không tiện đọc tên. Hy vọng rằng là những cái thước phim của anh em mình như thế này sẽ lan tỏa để kết nối nhiều đầu cầu thiện nguyện hơn nữa để đến với bà con vùng cao này. Bởi vì thật sự bà con còn rất là khổ. Để nói về xã Du Tiến thì ở phía đằng sau của anh em mình thì hơn 10 năm về trước là có một ngôi làng là bị xóa sổ hoàn toàn bởi nước lũ. Đấy là cái điểm mà anh em mình chưa chia sẻ với mọi người. Hiện tại thì bà con bắt đầu mới khôi phục kinh tế dần dần thôi. Có một vài nóc nhà được cất lên thôi chứ còn ngày xưa là xóa sổ hoàn toàn, nước lũ là cuốn cả xóm. Là phải huy động cả huyện đến để hộ tìm người, tìm trâu bò rồi là vớt lại những cái gì còn vớt lại được mọi người. Xong là trôi hết ra đây. Hiện tại thì cũng đang vài ngôi nhà cũng đã được dựng lại lên rồi đó. Thế là cái thảm họa lớn nhất của tỉnh Hà Giang mình từ trước đến giờ đấy. Năm 2004, 2008 nhỉ? À được, 2003 là em nhớ là 2004 là bố là nắm cơm xong là vào đây làm dân công để mà hỗ trợ khôi phục lại kinh tế đây này. Đấy. So với các xã ở huyện Yên Minh thì xã Du Tiến này vẫn là cái xã đặc biệt là khó khăn. Xa và khó khăn. Đi anh em mình về đi nhỉ. Chào anh nhá, bọn em đi về. Tiện cái chuyến gọi là du lịch meme mà anh em mình lên với vùng cao ấy thì sẽ đi vào một cái khu vực mà rất là nổi tiếng về sản phẩm óc chó rồi. Óc chó có tác dụng gì thì Tam Giác Mạch sẽ chia sẻ với mọi người luôn. Bởi vì ấy là một số bác anh chị là chưa tra cứu ở trên mạng thì cũng chưa nắm được về cái công dụng cũng như là cái chất dinh dưỡng của óc chó. Đây, đầu tiên quả óc chó mang tới 9 lợi ích cho sức khỏe. Đầu tiên là cải thiện sức khỏe tim mạch, củng cố động mạch, ngăn ngừa sỏi mật, bảo vệ xương, hỗ trợ quá trình phát triển cho trẻ nhỏ, bổ thận tráng dương ở nam giới và đem lại giấc ngủ ngon và kiểm soát đường huyết. Ngoài ra thì óc chó cũng rất là tốt cho bà bầu. Đấy, thế nên là hôm nay anh em mình lại tiếp tục chia sẻ một cái nông sản. Một cái sản vật của bà con chỉ có trên cao nguyên đá thôi, dưới Tam Giác Mạch cũng không có.
Thế nên là từ những cái sự chia sẻ, những cái câu hỏi của quý khán giả dành cho bản thân Tam Giác Mạch ấy, là trên em có những cái sản vật gì tốt. Một số bác là còn hỏi là có sản phẩm tốt cho bà bầu ấy, thì óc chó chính là một cái sản phẩm mà anh em mình sẽ tiếp tục giới thiệu